Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là biểu chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà, nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 22 tháng 1 năm 2021 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến mới rất nhiều những dòng hàng lan đẹp, hàng đang chuẩn bị nụ hoa xuân hoa Tết để giao lưu cùng, cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin qua số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35 000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10 000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở năng rừng nhà em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô đai châu rừng ạ. À. Đây là lô đai châu rừng bắc trụ cô chú anh chị nhé. Cây thì em thấy là cây xếp như vậy là khá là rụt, đó, xếp sát, xếp khá là rụt và cây đứng rất là đẹp, bàn lá to, lá dày ạ. À, cây thì hàng hiện tại, thời điểm bây giờ là đa số là cây đang đụ cô chú anh chị nhé thì à, một kg đai trâu như vậy sẽ rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 7 cây trên một kg thì nói chung là nhiều cô chú anh chị à, lấy nhiều cây thì à, lấy một à, lấy cây bé thì sẽ được nhiều cây mà cây lớn mình sẽ được ít cây và cây lớn thì cô chú anh chị mua sẽ được rất là lợi thế tức là khi mà cây hoa mà khi mà nó sổ bông ấy ạ thì sẽ là những cái chùm hoa phải nói cực to và rất là đẹp luôn thì mình đỡ phải mất công chăm sóc nhiều còn nếu như cô chú anh chị muốn lấy nhiều cây giống thì cô chú anh chị có thể lấy những cái cây nhỏ đó thì 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 cũng rất là hợp lý. Em bán là 550 000 cho 1 kg đai châu rừng bóc trụ cô chú anh chị nhá. Và lá dày lá xếp không lỗi lá rất là đẹp như thế này. Những cái cây này là nó bị 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 đất bẩn gì đấy bắn vào cái bản lá rất là dày to đẹp luôn ạ. Còn bên này đây là lô hoàng thảo kèn cô chú anh chị này. Hoàng thảo kèn thời điểm bây giờ thì phải nói là siêu sinh luôn. Hàng hiện tại đang nụ như vậy này. Nụ nhỏ vừa vừa cực kỳ là xinh luôn ạ. Có một số cây thì chưa nhú nụ nhưng đa số là đang nhú nụ nhỏ rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này đó và mầm gốc thì cũng đang lên đó, kết hợp với nó thì mầm gốc cũng đang lên đấy ạ hàng 100% thân hoa em bán hoàng thảo kèn này với giá là 660.000 trong một kg cái lô hàng rất là xinh nó không quá dài và không quá ngắn rất là đẹp luôn ạ 660.000 trong một kg cô chú anh chị nhé và hôm nay đây thì em cập bến một cái lô đùi gà dẹt gà dẹt hôm nay dân mang về rất là nhiều luôn đấy ạ hàng tươi roi rói luôn hàng vừa bắt rừng cô chú anh chị nhé đó, hàng thì những cái dề vừa vừa xinh xinh, nói chung là hàng hôm nay về cực kỳ là đẹp. Mà hàng hiện tại thì đang bắt đầu là đều nhú rất là nhiều nụ cô chú anh chị nhá. ạ. Đang nhú nụ hết như thế này này. Đó. Hàng này thì cô chú anh chị có thể chơi hoa Tết này hoặc là chơi hoa ở đầu xuân đầu 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 xuân tức là sau Tết một chút xíu đó. Thì nó có thể sổ hoa rồi. Cây rất là đẹp luôn ạ. Hàng cắt tỉa kỹ mà xanh mướt mắt như thế này. Em bán hàng hôm nay với giá là 180 000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Bình thường giá em bán 190. Hôm nay hàng về lượng lớn nên là em sẽ để với giá chỉ còn có 180 mà hàng đẹp để cô chú anh chị uh, sưu tầm. Những cái giò đùi gà dẹt màu sắc rực rỡ, cực bền hoa để uh, để để ngắm hoa xuân hoa Tết này tới này ạ. Tiếp theo sang bên này đây là dòng long tu đá này. Long tu đá hàng thân căng mướt luôn Thời điểm bây giờ cũng đang bắt đầu là có những cái mắt nụ nổi lên rồi Long tu đá em xin phép được bán với giá là 110.000 cho 1kg thôi nhé Và bên này đây là hoàng thảo chuỗi ngọc ạ à. Hoàng thảo chuỗi ngọc thì thực sự là cái mùa này ấy ờ, Cây nhìn nó không được đẹp mã bởi vì là Lá thì lá còn lá mất Nhưng cô chú anh chị nhìn cái thân hoa của nó đây ạ à. Thời điểm bây giờ đang nhú nụ hoa như thế này hết rồi cô chú anh chị này đó mà chuỗi ngọc thì hoa cũng rất là bền với màu sắc cực kỳ là rực rỡ nó đẹp không chỉ đẹp từ hoa mà với những cái đốt mắt căng bóng khỏe như thế này Đấy, tạo nên một cái cây lan nhìn từ đẹp từ thân lá đến hoa độc đáo em bán hoàng thảo chuỗi ngọc với giá là 190.000 cho một kg nhé và tiếp sang bên này đây là lô sơn thủy tiên sơn thủy tiên hàng dề dề vừa vừa cây thì rất là xanh và cô chú anh chị nhìn sơn thủy tiên thì biết cái giả hành rất là chắc rất là khỏe đó Thời điểm bây giờ thì nhiều cây đang bắt đầu là sưng mắt nụ như thế này hết rồi cô chú anh chị này. Đó, hàng rất là đẹp luôn nhé. Sơn Thủy Tiên ạ, à, em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1 kg sơn thủy tiên cô chú anh chị nhá. 180.000 cho 1 kg sơn thủy tiên. Hàng xanh lá, giả hành chắc khỏe cực đẹp luôn. Còn bên này đây là em có ngọc thạch ba màu bắc. Ngọc thạch ba màu bắc thì khi mà sổ hoa thì thứ nhất là hoa sai, thứ hai là ba màu sắc rất là tuyệt vời. Cái thân thì đây ạ, cô chú anh chị nhìn này, căng rất là đẹp bây giờ thì em thấy là cũng có một số cây đang bắt đầu là sưng mắt nụ rồi đây này cô chú anh chị này đó bắt đầu sưng mắt nụ nứt mắt, mắt nụ như thế này rồi Ê, cô chú ý, anh chị nếu như muốn chơi hoa trọn vẹn mà không uh, không, uh, không 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 bị trột hoa không ảnh hưởng hoa có thể lấy luôn bây giờ là quá là hợp lý quá tuyệt vời đúng không ạ 150.000 năm cho một kg ngọc thạch ba màu thôi nhé và bên này là dòng long tu xuân long tu xuân một dòng lan dễ thuần dễ chăm Uh, hàng này thì uh, từ cây dài cây ngắn thân cũng đều rất là mập ú ụ như vậy cô chú anh chị này uh, Thân rất là to mập và khỏe luôn Em bán xô với giá là 220.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé Còn sang bên này đây là dòng lan hạc vị Bắc hay còn gọi là phi điệp hồng Hạc vị Bắc thì uh, thời điểm bây giờ cô chú anh chị cũng thấy là nó đang bắt đầu là nhú nụ hết rồi Đó đang bắt đầu là sưng nụ hết rồi đấy ạ bắt đầu là uh, còn có một số cây là không chưa sưng nụ thôi đấy thì cái hàng thì khô ráo như vậy cô chú anh chị nhé. hạc vị bắc thì nó cứ khô hạc vĩ tầm mùa này là nó khô như vậy thôi và cô chú anh chị mua phải nói cực lợi cân đúng không ạ mà đảm bảo với cây giống luôn hạc vị bắc này em bán với giá 180.000 tám mươi cho một kg không đẹp mã nhưng khi cô chú anh chị được thưởng thức hoa thì uh, thì sẽ cảm thấy là nó thực sự rất là tuyệt vời còn bên này đây thì em có cái dòng lan trầm tím Trầm tím thì phải nói là nó siêu xinh ạ. À. Hàng 100% thân hoa, thân hoa rất là dài luôn. Đó. À, hàng này khi cô chú anh chị sở hữu nó thì chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa thỏa mãn cái đam mê của cô chú anh chị, tức là sẽ được ngắm những cái giò lan trầm thật sự rất là đẹp. Ờ à, à, hàng 100% thân hoa, thân căng mướt luôn như thế này và không bị gãy dập cô chú anh chị nhé Cái dòng trầm tím này thì em xin phép bán 1 triệu cho 1 kg. Em 1 triệu cho 1 kg cô chú anh chị nhé Hàng 100% thân hoa nên cô chú anh chị sẽ không phải bỏ tiền để mua những cái thân mà uh, nó gọi là hàng những cái thân già ạ. Nên là cô chú anh chị sẽ được uh, tất cả những cái thân này cô chú anh chị sẽ đều, đều được ngắm hoa. À, dài, thân dài, to, mập và rất là khỏe đẹp như thế này. Ở bên này đây là hôm nay em về cái lô hài Trần Liên ạ, à. cây rất là xinh luôn như thế này cô chú anh chị nhá. Dòng lan hài Trần Liên một trong những dòng lan hài đặc hữu của vùng Cao Bằng và cũng là một trong những dòng lan hài đẹp nhất của Việt Nam ạ. À. hài Trần Liên em bán 450 000 cho 1 kg, em bán từ 0,2 kg trở lên hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể lấy theo phần. Đây, mỗi một phần như thế này cũng thoải mái cô chú anh chị rất nhiều cây ạ. À. Để thoải mái cô chú anh chị được trồng và chăm sóc rồi đúng không ạ? Hài Trần Liên ạ, à, một phần như vậy em sẽ bán 80 000 cho một phần nhá. Đây em còn có một cái lô trúc Phật bà Lô trúc Phật bà này em sẽ bán à, Để cô chú anh chị à, làm giống Cây này thì à, Hàng này thì à, cái lô chỗ này em sẽ bán 50 nghìn nhé Cô chú anh chị nhé Và một cái combo này Cái chỗ này là đùi gà Đùi gà tròn đấy ạ, cái dây đùi gà tròn Dây đùi gà tròn này nhá cũng có mấy thân hoa đấy Cô chú anh chị này, nhưng mà nó rụng lá thì nhìn không thấy đẹp mã thôi ừ. thân này thân hoa này Cái dây đùi gà tròn với cả tóc tiên Và ít phi điểm vàng nữa Chỗ này bán 30 000 đi. Và một cái lô kiều vuông mỡ gà. Và kiều vàng lẫn lộn gì đó, 30 000 bán nốt này. Và cái lô dáng hương tam bảo sắc này. Hàng này thì uh, nói chung là nó cũng héo tóc lá như thế này, em bán thanh lý nốt 30 000 cho lô này. Đó. Tiếp sang bên này đây là em có những cái chậu địa lan cọp đỏ cô chú chị nhé wow. Những chậu địa lan cọp đỏ à, mỗi một chậu như vậy thì nó sẽ có bốn cái ngồng hoa cô chú anh chị này ít nhất là có bốn ngồng hoa đây ạ và dòng cọp đỏ này thì đây là dòng cọp đỏ lá biên nhé cô chú anh chị nhé dòng cọp đỏ lá biên đây ạ à. và mỗi một chậu cọp đỏ như vậy thì cái dòng cọp đỏ này thì hoa của nó đỏ thắm và cánh hoa dày rất là đẹp luôn dòng cọp cọp đỏ này thì em xin phép bán với giá là 300.000 cho một chậu cọp đỏ của chú anh chị nhé 300.000 cho một chậu cọp đỏ như vậy đấy ạ à. 4 ngồng hoa Cây thì giả hành rất là chắc khỏe Các cây nụ rất là khỏe khoắn luôn Đó, Cô chú anh chị nhìn cho em Các cây trậu cọp đỏ đấy nhá Sang bên này đây thì em lại có Một cái lô đai trâu mới Đai trâu thái vừa cập bến mới Cô chú anh chị nhá à, Dòng đai châu thái này thì cây nó sẽ rơi vào Mỗi một cây khoảng tầm ba uh, cặp lá và tất cả những cây này nó sẽ đang nhú từ 1 cho đến hai nụ trở lên nói chung là tất cả là đa số là một nụ thôi nên là hàng thì em sẽ chỉ chốt là một nụ của chú anh chị nhé Đa số là một nụ ạ à. à, Hàng cây không lỗi lá và rất là xinh như thế này Đó Thì à, mỗi một cây đai châu Thái như vậy em xin phép được bán với giá chỉ 130.000 cho một chậu thôi Cô chú anh chị nhìn thấy ạ Đó, tất cả đều đang nhú nụ như vậy cô chú anh chị nhé 130.000 cho một chậu Ở đây thì em sẽ có tất cả là năm màu sắc để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn Đó là màu tím đốm, màu sắc pháo, màu hồng phấn, màu bò sữa và màu cam nhé cô chú anh chị nhé có tất cả là 5 màu sắc cô chú anh chị có thể lựa chọn cho những mình những cái màu ưng ý nhất và tuy nhiên thì cái màu châu thái thì cô chú anh chị biết rồi sở hữu màu nào thì hoa nó cũng đều thơm và cực kỳ là đẹp 130.000 cho một chậu thôi và bên này đây là em có cái dòng lan giả hạt chớp mỹ một cái dòng lan màu với bông hoa cánh tím chớp cực kỳ là độc đáo mà hơn thế nữa thì cái dòng này hoa rất là thơm luôn ạ à. Giả hạt chớp Mỹ hoa rất thơm cô chú anh chị nhá. Hiện tại cây đang nụ có những cây nụ lớn như thế này cô chú anh chị đã có thể nhìn thấy những cái bông hoa của nó cánh thể hiện chớp rất là rõ rồi đúng không ạ? Đó. À, tất cả những cái cây này thì đa số là đều đang nụ như thế này thôi. À, nụ rất là đều luôn. Đấy, có những cây thì đang bắt đầu sưng, có những cây thì chồi hẳn nụ ra như vậy đấy ạ. Và một chậu giả hạt chớp Mỹ như thế này thì những cái chậu uh, cao một thân khoảng tầm 60 cm đó, khoảng tầm 60 cm trở lên em bán 280 trong một chậu cô chú anh chị nhé Những cái chậu nào mà có hai thân đây. À, có những chậu có hai thân ạ. À. Có hai thân thì nó có thể là ngắn hơn khoảng tầm 5 năm. 5 năm cm thôi. Thì những cái chậu hai thân, mỗi một thân đây là như chậu này hai thân mà ba mầm gốc luôn cô chú anh chị này. Đang bắt đầu là nứt nụ nhá. À, những chậu mà có hai thân như thế này thì em xin phép được bán với giá là 350 000 cho chậu hai thân. Còn chậu một thân là giá là 280 của chú anh chị nhá. Đấy, hai thân thì mỗi một thân đảm bảo cũng từ bộ từ, từ 45 50 cm trở lên hết, nghĩa là cái thân ngắn của nó ấy, cũng cũng dài như vậy rồi. Và những cái chậu nào mà có hai thân thì bao giờ cũng sẽ rất là nhiều mầm gốc. Đấy, nụ rất là đẹp luôn, chậu một thân là 280 của chú anh chị nhé. Hàng này thì người ta không bán dưới không nơi nào người ta bán dưới 300 000 cho một thân luôn, đấy là em khẳng định luôn ạ. À. ở à, bên này thì em có dòng giả Di Linh Xuân Lai trầm dòng đỏ thân ủ luôn như này nó kích cỡ khoảng tầm 15 cm của chú anh chị nhá em bán 80.000 cho một chậu đây thì em còn có mấy cái chậu à, Cát cắt lai A, dòng lan cát mini với một màu, màu sắc hoa hồng giáng sinh của chú anh chị nhá hàng này thì nó sẽ cho cô chú anh chị mình hoa quanh năm đấy ạ cái hàng này thì chậu này thì những cái chậu này là không còn nụ này đó bình thường hàng còn nụ là em bán 130 nhá hàng hôm nay thì không còn nụ đây như chậu này còn có một bông hoa cực xinh luôn đấy ạ hàng không còn nụ này hôm nay em còn ba chậu nên em thanh lý nốt một trăm nghìn cho một chậu nhá hàng này em khẳng định là về cô chú anh chị khoảng tầm một hai tháng nữa chắc chắn là sẽ được ngắm hoa luôn là nó sẽ cho hoa liên liên tục luôn đấy ạ à, tiếp sau bên này đây thì em có cái dòng hoa đó là cái dòng hoa gì đây nhỉ hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài cô chú anh chị nhá đây thì không chỉ có biên đỏ mà nó còn lá có còn biên vàng nữa biên vàng và biên đỏ nữa cô chú anh chị nhá tất cả những cái chậu này thì nó hiện tại cô chú anh chị có thể thấy là nó đều có ít nhất là hai vòi bông đó, ít nhất hai vòi bông và số cặp lá của nó thì khoảng tầm 2 3 cặp lá. Dạ, cô chú anh chị nhìn cho em này. Tất cả mỗi chậu như vậy thì nó đều có ít nhất là hai nụ hoa nhá. Cây thì rất là khỏe khoắn luôn ạ. À. Đó, đảm bảo cây cực kỳ là khỏe luôn như thế này. Đó, rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị nhìn này. Cây nào cây đấy, thân lá khỏe, nụ khỏe như cây này này, ba nụ phát triển rất mạnh luôn. Cực đẹp luôn như thế này. Một chậu hồ điệp lá biên hay còn gọi là lá phát tài cái dòng lan người ta nói là cái lá tượng hút tài lộc đẹp, à, đây cô chú anh chị này một sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc đẹp của bông hoa và thân lá, một chậu hồ điệp lá biên hay là lá phát tài hai ngồng hoa như vậy và giá chỉ có 80.000 trong cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé, à, và tiếp sau bên này đây sẽ là những cái chậu mai đỏ nhá, dòng mai đỏ bông kép và cô chú anh chị nhìn thấy là tất cả những cái chậu này thì đều là những cái cây mai đỏ này đã được trồng ở trong chậu với những cái bầu đất là đã được trồng thuần trong chậu nên cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm yên tâm là cây sẽ phát triển một cách khỏe khoắn không chột nụ chột hoa để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa tết này nhé và mỗi một chậu như thế này này cô chú anh chị có thể thấy là hiện tại nụ của nó đang như vậy này rất là nhiều nụ luôn cô chú anh chị mình nhé rất là nhiều nụ luôn ạ à. à... Đây là sắc hoa của cái dòng này ừ, Cô chú anh chị cùng ngắm cho em Sắc hoa của nó là như vậy Cái dòng này thì uh, Em bán mỗi một chậu uh, mai đỏ như vậy đấy ạ Thì uh, với giá em bán là 140.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá 140.000 cho một chậu thôi Và cái dòng mai đỏ này thì năm ngoái em cũng đã chơi Và hiện tại thì cây của nhà em thì cái nụ nó Ở chỗ um, hiện tại là cũng đang bắt đầu là chuẩn bị có hoa rồi Nói chung là cái cái um, sự chăm sóc của nó cũng không khác gì cây đào Nó cũng rất là dễ thuần, dễ chăm, dễ sống lắm luôn ạ 140.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhé Và bên này đây sẽ là những cái chậu thiên nga Hàng chuẩn thiên nga cho cô chú anh chị mình nhé Những cái giả hành to bự trảng luôn Khỏe khoắn cực kỳ luôn như thế này Mầm gốc thì cũng đang lên Và cây đang bắt đầu là chuẩn bị có hiện tượng là nứt nụ Cô chú anh chị này Đó, giả hành rất là chắc khỏe luôn mà dòng này là chuẩn thiên nga cô chính chị nhé chứ không phải là cát tôm nếu như cát tôm thì hoa nó thì không không đẹp nhưng mà dòng thiên nga thì hoa rất là sang chảnh và rất là đẹp luôn rất là trang nhã và đẹp luôn ạ à. và cái dòng thiên nga này này giả hành khỏe khoắn là rất là đẹp hàng thì đang xuống lá cô chính chị nhé để chuẩn bị chờ hoa nhé giả hành to bự chảng luôn đây là dòng thiên nga nâu đỏ thiên nga nâu đỏ em xin phép bán một chậu như vậy đang lên mầm gốc chuẩn bị cho hoa chuẩn bị xuống lá cho hoa với giá là 180.000 tám mươi cho một chậu nhé cô chú ý chị nhá, 180 000 cho một chậu. À, hàng chuẩn thiên nga thì hoa rất là thơm. Và bền hoa, của chú anh chị này cũng là một dòng lan rất là dễ sống. Còn bên này đây là em có dòng thiên nga đen. Thiên nga đen thì cái chậu của nó sẽ là nhỏ hơn ạ. Nhưng mà nó là một trong những dòng thiên nga rất là quý được nhiều người chơi lan rất ưa thích nhá. Thiên nga đen cũng 180 000 cho một chậu đẹp ạ. Hàng tất cả là đều đang chuẩn bị xuống lá của chú anh chị nhá. Và bên này đây là dòng lan cọp đỏ bán để cô chú anh chị sưu tầm. Chậu cọp đỏ này cô chú anh chị thấy là nhiều giỏ giả hành và rất là khỏe Đang có hai vòi bông và một hai cái vòi bông nữa còn chưa nở đây ạ Đó, nên là về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa trong cái thời điểm Tết này à, ngay từ bây giờ và cũng như là trong Tết này ạ Một cái chậu cọp đỏ em gọi chậu số 1 đi ạ Với giá chỉ 220 nghìn nhá Bình thường em bán 260 đi ạ hôm nay thì nó nở hoa sớm à, Nhưng mà tuy nhiên thì vẫn còn hai ngồng hoa rất là đẹp như thế này Chậu này em bán 220 nghìn thôi Đó, đây là chậu số 1 và chậu bên này sẽ là chậu số 2 này Chậu số 2 cũng vậy Cây này thì cũng có đang có 3 ngồng hoa Đang nở này đó Bông hoa cái môi đỏ rất là xinh luôn Cái chậu số 2 này thì em bán Cũng với giá là 220.000 Và chậu số 3 Chậu số 3 hai vòi hoa cực đẹp luôn Đó hai vòi hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé hàng này cũng vừa nở nên là thoải mái cô chú anh chị có thể được chơi hoa đến tết em bán 200 000 cho chậu số 3 và bên này thì em có dòng lan vũ nữ dòng à, vũ nữ vàng mặt trời cái dòng hoa cắt cành cây sinh trưởng rất là mạnh, đẻ nhánh rất là mạnh nhá cô chú anh chị nhá. Và đây là mặt bông của dòng lan vũ nữ vàng mặt trời đấy ạ. Vòi hoa của nó vươn rất là cao. Và trên mỗi một cái cành bông thì hoa rất là dày. Đây là dòng hoa người ta cắt cành thì người ta bán hoa theo cành đấy ạ. Nên là cái hàng này thì cực kỳ là dễ đẻ nhánh và dễ cho hoa. Cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Đây cô chú anh chị này. Đó, những cái chậu hoa đều cắt cành. Và hàng này thì em bán một chậu như vậy với giá là 90.000 cho một chậu vũ nữ vàng mặt trời ạ. Và bên này thì em có những cái chậu trầm rồng đỏ này Trầm rồng đỏ thời điểm bây giờ là đều đang bắt đầu là nứt nụ hết rồi cô chú anh chị ạ Đây ạ Đó Đều đang nứt nụ hết như thế này nhá Đây ạ Dòng lan trầm rồng đỏ từ Bắt đầu từ những cái mắt đốt ở dưới này lên cô chú anh chị nhìn thấy có hiện tượng là đều đang nứt nụ hết đấy ạ Đó cô chú anh chị nhìn cho em nhé Đấy thì khi mà cô chú anh chị sổ hoa ngắm những cái thân trầm rồng đỏ như vậy Thì cô chú anh chị tưởng tượng là nó khi mà nó sổ hoa thì đẹp cỡ nào đúng không ạ đó cái chậu trầm rồng đỏ tất cả những cái chậu trầm rồng đỏ này đều đang nứt nụ để chờ hoa tết hoặc hoa xuân tới à, nếu như cô chú anh chị không được thưởng thức hoa hoa tết thì cô chú anh chị thưởng thức hoa đầu xuân với những cái bông hoa trầm rồng đỏ sắc thắm đỏ và cực kỳ là thơm thì cũng quá là tuyệt vời đúng không ạ à, cái 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 chậu trầm rồng đỏ này này có 4 thân, em bán 730 000 thôi cô chú anh chị nhé 4 thân 730 000 trầm rồng đỏ, 4 thân rất là to đẹp ạ. Và chậu tiếp theo là chậu cũng bốn thân và chậu này thì rất là đều cây. Đó, cũng đều đang nụ cô chú anh chị nhé Đều đang nứt nụ. Em bán chậu này gọi là chậu số 2 với giá là 760 000 cho chậu số 2. Và bên này đây sẽ là dòng giả hạng Pháp. Giả hạng Pháp thì thời điểm bây giờ là nó đang bắt đầu là cũng xuống hết lá rồi. Đó. Chuẩn bị là nứt nụ cô chú anh chị nhé Giả hạc pháp thì cũng là một cái dòng hàng chưa bao giờ hết hot Chưa bao giờ hết giá trị luôn Cái chậu giả hạc pháp này rất là nhiều thân luôn đấy ạ, đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em Chậu này em bán 140 thôi cô chú anh chị nhé Hàng ươm kỳ đấy ạ là chậu số 3. Chậu tiếp theo chậu số 4 này, cô chú anh chị nhìn này. Đó, cây thân rất là căng khỏe, xuống lá chờ hoa này, 140 000 cho chậu số 3. Chậu số 4 này, Cô chú anh chị biết rằng là hàng giả hàng Pháp nếu như những thân dài thì người ta có thể bán trên 100 000 nghìn cho một thân thì cô chú anh chị biết rồi. Cái chậu như thế này về cô chú anh chị ngắm hoa Tết này, xuân này ạ. À, với cả cô chú anh chị chăm để sang năm thì nó quá là kinh tế đúng không ạ? Cái chậu này thì em xin phép bán chậu này 140 000 nghìn ạ, à, là chậu số 5. Chậu tiếp theo chậu số 6 này. Đó, cô chú anh chị nhìn nhá. Chậu số 6, chậu này thì em bán với giá cũng 150 000 nghìn và chậu số 7 Chậu số 7 nhá. Cô chú anh chị à, những cái thân này cô chú anh chị mà chăm đến sang năm những cái thân ngắn ngắn như vậy chăm đến sang năm chắc chắn nó phải dài 7 80 cm hết rồi. À, cái chậu số 7 150 000 ạ. Và tiếp theo sang bên này đây là chậu số 8 là một cái chậu đai châu ạ. Một chậu gồm có hai cây đai châu rất là đẹp như thế này đấy ạ. Đó, một cái vòi bông đang vươn cong rất là đẹp như thế này. Chậu này một bông nữa. À, cái chậu này thì có lỗi lá nhẹ một tí tí ở đây nhá. Thì em bán chậu này với giá 250 000 ạ. Là chậu số 8. Chậu số 9 này. Chậu số 9 cũng là một chậu hai cây. Chậu này em bán 250 000 cô chú anh chị nhá. Hàng đai châu này thì là nó là hàng đai châu của dân người ta trồng chứ không phải là người nhà vườn người ta trồng nên cô chú anh chị nhìn thấy lá của nó không được mướt mượt mà. Ờ, nhưng mà đổi lại cô chú anh chị về sẽ rất là dễ chăm. Bởi vì là hàng mà dân người ta trồng thì người ta không có được cái sự chăm sóc kỹ Nên là về chỗ cô chú anh chị là nó sẽ uh, rất là dễ thích nghi Cái chậu này em bán là 250.000 ạ, cho chậu số 9 ạ chậu số 10. À, chậu này cây bên này đang hai vòi nụ này, cây này đang một vòi nụ này. Đó, một hai vòi nụ nữa nhá. Cái chậu này thì em bán với giá là 280 000 cho chậu số 10 ạ. Chậu số 11 ạ. Chậu số 11 đang sổ một cái chùm bông rất là xinh luôn đấy ạ. Chậu số 11 này, một cái cành này đang nụ này. Chậu số 11 là một chậu hai hai cây như này. Em bán chậu này với giá là 280 000 cho chậu này. Và chậu số 12 là một giò giả hạt à, à Hawaii cô chú anh chị nhé Chậu Hawaii này thì cây đang lên mầm gốc ạ à. Chậu này em bán 100.000 thôi đó Nói chung là về cô chú anh chị à, Sẽ được ngắm hoa luôn này Và được làm giống luôn 100.000 thôi cô chú anh chị nhé Chậu Hawaii em bán thanh lý á Là chậu số bao nhiêu nhỉ Hawaii đây là Hawaii trắng Chậu số 12 Và chậu số 13 là một giò trầm trắng Giò trầm trắng này thì cái phần gốc của này này Nó bằng cái gì đây nhỉ bằng dớn vụn là cái phần gốc này thì nó hơi bung một chút chút xíu nhưng mà cũng không có sao chú chị nhé cái chậu này thì em cũng bán thanh lý luôn ạ à. chậu này em bán thanh lý luôn chậu này bốn thân em bán luôn 200 trăm nghìn ạ bình thường cái chậu như thế này giá trị của nó phải tầm hai trăm tám chậu này em bán hai trăm nghìn chậu tiếp theo là chậu giả hạc hồng ngọc à, còn duy nhất một chậu này thôi cũng là bốn thân hàng hoa rất là đẹp già hồng ngọc nhé em bán chậu này cũng thanh lý nốt với giá hai trăm nghìn đó tiếp theo là hình số 15 năm là em có đây một chậu lan cắt le hàng cây này đang nụ này về không biết là có bung được hay không này Đó, cây này thì hai giò cát với hai màu sắc khác nhau luôn cô chú anh chị nhé hai cây đang nụ luôn ạ hình này em bán 200.000 cho hình 10 năm hình số 16 một giò cát rất là xôm xê cái giò này thì uh, nó vừa nở hoa xong ạ bình thường <laughs> cái chậu này em sẽ để giá 110 cực kỳ là nhiều giả hành luôn chậu tiếp theo là chậu số 17 ạ chậu số 17 đây à, cát 10 cát lại đây là dòng cát một lá nhé mệnh danh là nữ hoàng của các loại ạ. Dòng này là cát vàng, cánh lưỡi đỏ của chú ý chị nhá, rất là đẹp. Chậu này em bán 100 000 Ở hình số 18 thì cái chậu này em không biết cái mặt hoa. Đó, chậu này không biết mặt hoa. À, cái chậu này em sẽ bán cũng 100 000 thôi nhá. Đó. Sang chậu số 19 là giò đen rô, dòng đen rô xuân ạ. À. Đấy, cô chú anh chị thấy là một số cây này thì đang không biết, đang chắc là cũng đang nụ chứ. Ba thân, 4 thân rất là dài cao như thế này này. À, chậu này em sẽ bán với giá 120 000 Ờ, dưới giá em nhập luôn Rất là đẹp Không biết là nếu mà những cái này là nụ thì quá đẹp luôn ạ 120.000 cho chậu 19 Chậu số 20 ạ Đấy, Chậu số 20 Hình như mọc rất là nhiều kia hay sao á Chậu số 20 rất nhiều mầm như thế này Chậu này em bán là 120.000 Cũng 120.000 Chậu 20, chậu 21 Ít thân hơn Đó, Về cô chú anh chị à, này. Chậu 21 này em bán 100.000 Dòng đen rô mà giá một Đen rô xuân mà giá như thế này thì quá là rẻ luôn ạ bình thường em bán trăm sáu trăm rưỡi cô chú anh chị nhé à, tiếp theo đây là chậu số 20 hình 22 là ba cây đai châu rừng ạ à. đai châu rừng bóc trụ thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân hoặc là mua hàng hình này cũng được nhá cô chú anh chị nhé cây rất nhiều cặp lá luôn đây ba cây châu đẹp như thế này này hình này em bán là 330.000 ba ba cây châu này ạ. À. hình tiếp theo là hình số 23 có một cây duy nhất rất là to bản lá dày cộp luôn đấy hai ngồng nụ này chậu này em bán với giá 230.000 nghìn Chậu 24 cũng thế, hai vòi nụ to đùng luôn này ạ. Đó, cô chú anh chị này, thấy cây xếp rất là đẹp bản lá dây luôn ạ. Cái chậu này, cây này cô chú anh chị mà lên chậu thì đúng như hoàng hậu lên ngôi luôn ạ. Cây rất là đẹp luôn nhá. Cây này em bán 250 000 cho hình số 24. Hình số 25 ạ. Cây này cũng đang nụ này. Có hai cây ạ, rất nhiều cặp lá luôn như này cô chú anh chị này. Đó. Hai cây này em bán hình này với giá là 330 000 Hình tiếp theo là hình số 26. Hình số 26 này em có 3 cây nhá. 3 cây này thì em sẽ chỉ bán với giá bao nhiêu nhỉ? 230 000 ạ. Hình tiếp theo hình 27, hai cây cực to luôn này ạ. Hai cây rất là to luôn nếu như cô chính chị vào một chậu quá đẹp. Cái hai nụ này. Nhiều cặp lá như thế này này. Cây tiếp theo này. Cây dưới này cũng đang hai nụ luôn cô chính chị nhá. Đó, hai cây này em bán 330 000 quá đẹp luôn đúng không ạ? Hình tiếp theo là hình số 28, hai cây 250 000 ạ. Đó, hai cây này 250 000 nhá ngoài ra thì em có rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoan lan à đây thôi em giới thiệu đặc sản của cao bằng trước đi ạ đặc sản của cao bằng trước đi cô chú anh chị nhá những cái đặc sản các cái loại măng miến rồi các cái loại dược liệu đồ ngâm đồ ngâm rượu cô chú anh chị ạ à, trước tiên là miến rong đi ạ miến rong cùng vùng vùng phía đén của nguyên bình cô chú anh chị nhá phia đén nguyên bình cái dòng mà một cái vùng miền mà rất là thích hợp với cây miến rong hàng cây những cái cây uh, miến rong này cô chú anh chị một được một lần thưởng thức chắc chắn là sẽ uh, sẽ nhớ suốt về cái dòng miến rong phia đén của vùng cao bằng ạ uh, cái sợi miến của nó khi mà cô chú anh chị nấu lên nó sẽ không bị trương bở uh, dai ăn rất là ngon mà hàng này thì là không 100% không có chất bảo quản cô chú anh chị nhé 100% từ những cái củ rong giềng ở vùng phe đén nguyên bình ạ và một cái một cái bọc như thế này một cái túi như thế này kích cỡ là một kg thoải mái cô chú anh chị dùng trong tết này được rất là nhiều luôn ạ một cái bọc như vậy em bán một kg này 130.000 ba nhé và cũng là miến của vùng cao bằng và đây là cái dòng miến của uh, phần vùng mỏ thiếc cũng là ở nguyên bình nhé tức là nó là một cái xã khác của vùng nguyên bình đấy thì cũng cái vị uh, hương vị thì chắc là cũng sẽ như thế thì uh, cái uh, này thì em cũng bán là 130.000 cho một bọc 1 kg cô chị chị muốn lấy phần uh, miến ở miến miến loại nào cũng được Nói chung là những cái ngày Tết đến mà cô chú anh chị à, ăn những cái đồ à, thịt mỡ rồi các thứ nhiều cô chú anh chị à, được thưởng thức một bát miến thì sẽ cảm thấy là nó thực sự là à, cảm giác là rất là thanh mát luôn ạ. À. Còn bên này là em có cái nấm hương. Đây là nấm hương của rừng Cao Bằng cô chú anh chị nhé hàng rừng Cao Bằng mà đã được phơi khô này. À, mỗi một sâu nấm hương như thế này. Một sâu nấm hương như vậy thì em sẽ bán là 15 000 cho một sâu một túi như vậy đóng kích cỡ sẽ là 5 sâu bán với giá 75 nghìn Cô chú anh chị lấy một sâu thì em cũng bán với giá là 15 nghìn cho một sâu Và đây là măng này Măng lưỡi lợn Cô chú anh chị nào mà đã được thưởng thức măng lưỡi lợn thì biết rằng là rất là ngon Măng lưỡi lợn, một túi măng lưỡi lợn như vậy kích cỡ là một nửa cân Em bán 145 nghìn Còn đây là măng mầm này Măng mầm cũng của, của vùng Bảo Lạc Cao Bằng Cô chú anh chị nhé Mang mầm này em cũng bán một túi như vậy với bốn giá là 45 000 à 145 000 cho một túi. Thì uh, một túi như thế này thì cũng về cô chú anh chị ngâm nở ra được rất là nhiều luôn ạ. Uh, còn bên này là sim khô này cô chú anh chị này. Uh, sim khô nhá, sim khô này một túi 1 kg. Uh, phơi khô và làm rất là kỹ, em bán 100 000 cho một cái túi sim khô 1 kg này ngâm rượu thì tuyệt vời luôn ạ à, 3 kích khô với giá 450.000 cho 1 kg này. Còn đây là chuối chuối hạt nguyên quả nhá, cô chú anh chị nhá. Chuối hạt nguyên quả này. À, chuối hạt nguyên quả này thì một túi như vậy 1 kg cô chú anh chị nhìn quả vàng ươm rất là vệ sinh rất là đẹp như này. Em bán 130 000 cho một túi 1 kg. Cô chú anh chị một được một bình rượu ngon luôn ạ. Còn đây là cái uh, cây uh, hoàng tinh. Hoàng tinh 200 000 cho 1 kg nhé và hà thủ ô đỏ hà thủ ô đỏ thì cô chính chị biết rất nhiều tác dụng không lạ gì với tác dụng của hà thủ ô đỏ rồi em bán là 300.000 trong một kg hà thủ ô đỏ cái gì đây nhỉ nấm ngọc cầu này nấm ngọc cầu với giá là 300.000 trong 1 kg ạ dâm dương hoắc dâm dương hoắc này với giá là 150.000 trong một túi rất là to như này nhá Và các loại tầm gửi này. Tầm gửi cây gạo Một túi 1 kg với giá là 1 210.000. Tầm tầm gửi cây cây chanh. Tầm gửi cây chanh với giá 230.000 trong túi 1 cân. Tầm gửi cây nghiến với giá 190.000. Và cây tầm gửi à, cây cái rễ của cây rễ mũ tần ạ. để mũ tần với túi như này 130.000 cho một túi 1 kg và đây là cái táo mèo ạ táo mèo đặc sản của vùng Cao Bằng nhá táo mèo này thì em bán với giá là 90.000 cho một túi 1 kg ạ à. và bên này thì em có rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ 50.000 cho một cặp nhá duy đỏ là 60.000 cho một ống ạ à. và duy xanh là 50.000 cho một ống à uh siêu da dễ N3M với giá là 30 000 cho một lọ. Keo liền da mỹ tiến với giá là 40 000 cho một lọ. Keo liền da sẹo đen với giá là 50 000 cho một lọ. Và B12 giải độc cho cây 30 000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát này. Ba đấy loại đấy. phân bón lá em bán đồng giá là 30 000 cho một lọ nhé. Và còn Atonic ạ. À, 10.000 cho. Đây, Atonic là 10.000 cho một gói này. Thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá là 30.000 cho một uh, 20.000 cho một uh, lọ dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ này. Dưỡng chất AB của Ngọc Linh với giá là 45.000 cho một lọ. Uhm, à 75.000 chứ, 75.000 cho một lọ nhá. Và phân bón túi lọc kích thích da dễ cực mạnh, đồng thời là cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển. Hộp như vậy với giá là 35.000 cho một hộp với túi lắp bên trong à, Cái này là Cái này là cái Bả sen 20.000 cho một gói này à... Rồi cái này là cái gì nhỉ Kim Boom đặc trị thối nhũn 25.000 cho một túi á à không à, ngoài ra thì em có thêm vỏ thông phân dê đồng giá 20 000 trong kg nhé rừng rừng 50 000 trong kg ạ. À. Và vẫn có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng nhé Không có lẫn chất bảo quản cũng như là không có lẫn tạp chất. Và một lọ như vậy thì em bán với giá là 40 000 cho một lọ này, có rất nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn. Và cô chú anh chị thì nhiều cô chú anh chị đã được dùng tinh dầu hồi này thì cũng đã quay lại lấy cái sản phẩm tinh dầu hồi bên em. Nói chung là mùi hương của nó sẽ tạo cho cô chú anh chị cảm giác an thần rất là tuyệt vời. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng, những sản phẩm hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên.